Ý thứ hai Phật tử này hỏi là trong nhiều bản kinh có những đoạn có vẻ trọng nam khinh nữ. Chẳng hạn có nói nếu đọc kinh này bao nhiêu lần thì sẽ không đầu thai làm con gái nữa. Mong Thầy khai thị cho con được biết về việc này. Không phải Phật trọng nam khinh nữ. Đạo Phật của chúng ta là bình đẳng. Nhưng mà cái tập khí của người nữ á, Đức Phật nói ở trong kinh A Hàm cũng như trong các kinh điển Đại Thừa á, đó là gì? Tập khí của người nữ giới phần lớn là gì? Là nhiều tập khí xấu, tập khí ác hơn người nam giới. Cho nên chúng ta thấy trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói gì? Đây không phải là Đức Phật coi thường, nhưng mà thực tế Đức Phật thấy gì? Không thấy có người nữ nào để thân nữ mà thành Phật được cả. Không có người nữ nào để thân nữ mà thành thân ma vương được cả. Không có người nữ nào để thân nữ mà làm gì? Làm thiên chủ được cả. Đó. Những cái điều đó chúng ta thấy không được. Thân Phật không được, thân ma vương cũng không được, và thân thiên chủ cũng không được. Cho nên bắt buộc phải gì? Phải dùng thân nam tử. Ở đây thời bây giờ chúng ta thấy trên thế giới này bây giờ chủ trương là gì? Nam nữ bình quyền bình đẳng, kể cả Việt Nam chúng ta. Bình quyền bình đẳng là trên mặt gì ạ? Là trên mặt lý thuyết cũng như là trên mặt gì, kể cả xã hội này họ có công bằng đến đâu gì là nam nữ bình quyền bình đẳng. Nữ có thể làm tổng thống, nữ có thể làm thủ tướng, nữ có thể lãnh đạo, vân vân. Chúng ta thấy thế giới bây giờ đầy cái chuyện đó rồi. Nhưng cái tập khí của người nữ, đây Đức Phật nói chung, nói theo gì? Nói theo cái đại đa số, 90-95% thậm chí 99% cái tập khí của người nữ. Mà người nữ thì chúng ta thấy, bây giờ chúng ta cứ xét vào mình thôi. Xét ngay vào chính bản thân mình thôi. Một Phật tử nào hay một người nào ở bên cạnh chúng ta mà gì? Mà nói chúng ta, mích lòng chúng ta có thể nhớ đấy gì? Một tuần thậm chí hàng tháng chưa gì ạ? Chưa quên. Nếu mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau nữa thì xin thưa các quý vị á, cả đời này có khi không quên. Đó, có nghĩa là gì? Đã giơ tay lên tát mình một cái thì có cả đời này gì? Tao nhớ mày. Nhớ mày. Nhưng riêng con trai đàn ông á, giận nhau cãi nhau, thậm chí ngồi uống rượu với nhau thì ngà ngà vào rồi giận nhau cãi nhau, thậm chí đấm nhau, hôm sau gặp nhau thì lại ngồi uống nước chè với nhau. Nhưng phụ nữ chúng ta có làm được điều đó không? Rất khó. Đây tôi nói mà cái đơn cử rất đơn giản như vậy trong cuộc sống. Hai người nữ mà cãi nhau to chuyện rồi á, để hôm sau hòa hợp được ngay á, thật khó vô cùng. Xin thưa các quý vị, kể cả người xuất gia. Tôi nói kể cả người xuất gia, thậm chí là các đệ tử của tôi cũng vậy. Nếu mà tu chưa đến nơi đến chốn, đặc biệt là bên nữ, phải giải quyết nhiều hơn là bên tăng. Bên tăng các bác có khi hôm nay thì hôm nay nó gì, nó không bằng lòng với nhau cái gì, nó nói nhau rầm rầm lên một cái gì. Ngày mai gặp nhau là gì? Ôi sư huynh ơi, lại bá vai, bá cổ lại đi với nhau. Nhưng các bác ni thì một tháng chưa chắc. Thầy phải giải hòa mãi chưa chắc. Đây thầy nói vậy thôi, chung chung thôi nhé, không phải nói một ai đâu. Không có lẽ mai là thù cả thầy thì chết. Tất nhiên ở đây thì không đến nỗi như thế. Nhưng mà thầy đi làm công việc Phật sự nhiều rồi. Cho nên là biết rồi. Biết rất nhiều, vì biết rất nhiều cho nên lắm khi cũng phức tạp, cũng khổ đấy, cũng bị cuốn vào cái mớ bòng bong của người ta. Vì vậy mà Đức Phật gì? Sau khi thành đạo, Ngài thấy được gì? Đứng tận cùng cái căn tính của chúng sinh. Ngài thấu hiểu được tận cùng căn tính và gì? Hành nghiệp của chúng sinh. Cho nên Ngài nói đây là nói trên cái phương diện gì? Thấu được tận cùng căn tính và hành nghiệp của chúng sinh, đặc biệt là gì? Những người nữ. Các cụ ngày xưa mới nói cái câu gì nhỉ? Cái gì giếng khơi, cái gì đàn bà. Đàn bà sao? Nông cạn giếng khơi à? Đàn ông thăm thẳm như cơi đựng trầu. Có đúng không?
đàn bà này thì gì? Nông nổi giếng khơi. Đàn bà nông nổi giếng khơi, đàn ông làm sao? Sâu sắc như cơi đựng trầu. Nông nổi mà lại là giếng khơi, sâu sắc mà lại như cơi đựng trầu. Cơi đựng trầu, các cụ các bà tử ngày xưa thấy các cụ ăn trầu cái gì? Cái mà to nhất thì nó khoảng độ tầm gì? 10 phân, 15 đến 20 phân. Nhưng nó cao cũng chỉ khoảng độ 10, 15 phân thôi đúng không? Đó, cái cây đường trầu của các cụ, của các mế ngày xưa, các bà ngày xưa đó, chỉ cao 20 phân là cùng. Nhưng mà gì? Sâu sắc cũng chỉ cao có đến gì? 20 phân. Đấy, ý con nói là cái tính của người nam giới thì thường thường là họ chỉ, họ bộc trực, nóng thì có thể chửi, có thể để đánh, có thể quát, có thể mắng, vân vân. Nhưng xong rồi họ không hay để ý lâu. Cái tâm ý, cái tâm lý của người nam giới đại đa số là như vậy. Nhưng tất nhiên cũng có một số, nhưng mà đây là cá biệt, nhưng đây là nói về số đông. Thế còn á, đàn bà thì làm sao? Không, đàn bà như giếng khơi cơ mà. Nông nổi giếng khơi đúng không? Cái gì giếng khơi? Đàn bà sâu sắc giếng khơi á. Đó, chúng ta thấy cái giếng, giếng khơi ngày xưa thì chúng ta hay ăn gì? Ăn giếng, ăn nước đào giếng mà ăn. Cái giếng là gì? 20 phân hay là bao nhiêu phân các quý vị? Đã gọi là giếng thì bao nhiêu phân? Ít nhất phải vài mét trở lên đúng không? Thậm chí có nơi phải đến chục mét, hơn chục mét, phải 20 mét. Nhìn xuống thăm thẳm ở dưới kia. Đó, người đàn bà thì tính tình là thường là gì? Hay sâu sắc. Mà đã hay sâu sắc thì người đàn bà thì thường thường là gì ạ? Người đàn bà, người con gái, cái tâm thường hướng vào trong. Mà đã hướng vào trong là sống nội tâm. Sống nội tâm thì lắm chuyện lắm. Các cụ ngày xưa nói gì? Ba người, xin lỗi các Phật tử nhé, ba người con gái ngồi với nhau ở ngoài chợ, một con vịt. Hai người á? Thôi tôi cho hẳn ba người đi. Ba người con gái ở với nhau ngoài chợ cùng một con vịt sẽ thành một cái gì? Cái chợ. Đó. Các cụ, các Phật tử nói với tôi có hai người, mà tôi nói thêm cho một người là ba người đó. Đó. Làm sao? Nhưng mà đàn ông ở với nhau gì? Năm, sáu thằng đàn ông ngồi với nhau uống rượu, to tiếng xong rồi quát nhau xong á, không sao cả. Vô tư. Đó, đấy là nói như vậy. Cho nên ở đây không phải là kinh Phật, đạo Phật chúng ta trọng nam khinh nữ mà nói như vậy đâu. Nhưng mà tôi lấy một cái điển tích trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói gì? Muốn thành Phật thì phải gì? Thọ thân nam tử. Không thể dùng thân nữ nhi thành Phật được. Long nữ trong kinh Pháp Hoa muốn thành Phật, chúng ta thấy gì? Cũng phải đem dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một cái viên ngọc bảo châu như ý của gì? Của mình. Sau khi Đức Phật nhận cho rồi á, thì long nữ mới nói với Xá Lợi Phất rằng gì? Xin ngài, xin tôn giả là gì? Hãy nhìn gì? Nhìn tôi dùng thần lực để thành Phật còn nhanh hơn là gì? Việc tôi dâng viên ngọc bảo châu lên Đức Thế Tôn. Cho nên nói như vậy xong một cái là gì? Long nữ liền biến thành gì? Thành thân nam tử, đầy đủ trượng phu tướng, và về thành Phật ở thế giới gì ạ? Ly Cấu ở phương Nam. Tại sao về thành Phật ở thế giới Ly Cấu? Ly tức là lìa, cấu tức là cấu nhiễm. Xa lìa tất cả những sự cấu nhiễm bẩn thỉu và những sự ghen ghét tật đố, những cái tính tình nhỏ nhen vân vân của người gì ạ? Của người đàn bà, người phụ nữ. Xa lìa tất cả, đến cái thân tướng thì cũng không lấy cái thân tướng nữ nhi mà thành Phật nữa. Cho nên á, ngay trong khoảnh khắc, nữ long nữ, long nữ là gì ạ? Là rồng, là một súc sinh cái, nói thực tế là một súc sinh nữ, súc sinh cái, chưa được làm bằng người nữ của chúng ta đâu nhé, một súc sinh cái, có thể chỉ trong một khoảnh khắc, một sát na rất ngắn mà thành Phật. Do gì? Do được Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát dạy cho thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Các vị cứ tu đi, tu bao giờ mà đến khoảng độ tầm 25 năm nữa, nếu tôi còn sống, lúc đó tôi sẽ để giảng kinh Pháp Hoa chúng ta nghe. Và chúng ta chỉ cần gì? 7 năm tụng kinh Địa Tạng, rồi khoảng độ tầm 10 năm tụng kinh Vô Lượng Thọ nữa,
Và sau đó gì? Tụng hết một bộ kinh Pháp Hoa, thành Phật ngay. Có cơ hội thành Phật ngay. Nghe giảng hết bộ kinh Pháp Hoa là chúng ta gì? Có cơ hội thành Phật ngay. Cố gắng mà sống đến lúc đó, cố gắng mà tu được đến lúc đó. Bao giờ gì? Nếu chưa được nghe giảng kinh Pháp Hoa thì đừng có vội chết nhé. Đừng có vội bỏ chùa, đừng có vội bỏ tôi mà đi. Chưa được nghe gì? Được nghe những cái giáo pháp thâm sâu huyền diệu nhất của Phật. Chưa được nghe những cái gì mà tôi gì ạ? Tôi tâm đắc nhất ấy, thì hãy ráng ở bên cạnh để mà tu. Bao giờ đến gì? Đến giảng kinh Pháp Hoa thì khi đó mới là cái tinh túy của Phật giáo mà tôi gì? Tôi tiếp nhận được. Bây giờ tất cả nó chỉ mới chỉ là gì? Là như là đứa trẻ học vỡ lòng, học cấp 1, cấp 2 mà thôi. Cấp 3 chưa lên. Bao giờ vào thọ trì kinh Vô Lượng Thọ, khoảng 10 năm học kinh Vô Lượng Thọ thì đó mới gì? Lên cấp 3 lên đại học. Còn bao giờ mà gì? Giảng kinh Pháp Hoa và đạo tràng chúng ta tụng kinh Pháp Hoa khoảng 1 năm thôi, hoặc vài năm, thì đó là thời gian gì? Chúng ta làm luận án thạc sĩ, tiến sĩ và gì? Giáo sư. Đó. Các cụ năm nay 80 tuổi cố gắng sống lên 3-40 năm nữa. Không, tôi nói thật, tôi đang nghiêm túc đấy, cố gắng. Cố gắng tu tâm dưỡng tính cho tốt. Cầu Phật làm sao bao giờ để cho thầy con giảng kinh Pháp Hoa để con để được nghe. Vì ngày xưa tôi á, mấy năm trời chuyên thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và nghiên cứu cũng khá sâu về kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đặc biệt là rất tâm đắc về kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Không chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp tích tụ rồi, không phải là một đời mà có thể làm được điều đó. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy Đức Phật nói gì? Long nữ muốn thành Phật phải hiện đầy đủ thân nam nhi đại trượng phu, đầy đủ 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo như là Thích Ca Mâu Ni Phật, và về thế giới phương Nam ở cõi ly cấu mà thành Phật. Đó, long nữ. Chúng ta thấy nhớ điều đó. Vì vậy mà ở đây chúng ta hay là trong kinh nói rằng tu tập tụng đọc tụng kinh này vân vân, như là kinh Địa Tạng hay là kinh Pháp Hoa cũng đều nói, mà số kinh điển Đại Thừa cũng đều nói thì sau này sẽ không bị làm thân con gái nữa. Các vị cứ nghĩ đi, thân con gái có gì khổ. Chúng ta đừng có nhìn thấy mấy hoa hậu, mấy cô người mẫu bước ở trên gì sàn kết quát hay cái gì gì đó là được mấy nhà báo nó tung hô, được mọi người tôn vinh, như thế là sướng đâu, chưa chắc đã sướng. Các cô ấy sướng ngày hôm nay, nhưng ngày mai cái gì? Sướng khi mà mọi người tung hô như về phòng ấy khóc lóc một mình. Đó. Chúng ta đừng nghĩ rằng thấy họ tung hô viết lên báo như vậy, tung hô những diễn viên nổi tiếng, những ca sĩ, những cô người mẫu nổi tiếng, xinh đẹp, được báo này, báo nọ, được mọi người săn lùng là sướng đâu, chưa chắc đã sướng. Đằng sau hậu trường của họ, trong cuộc sống của họ, còn nhiều điều chúng ta chưa biết hết được đâu. Chúng ta có gần thì mới biết được. Các cụ ngày xưa nói gì ạ? Ở trong chăn mới bắt chăn có gì? Có rận. Đó. Chúng ta đừng nhìn cái vẻ hào nhoáng bên ngoài mà chúng ta gì? Nghĩ rằng làm thân nữ là sướng. Nhưng thực tế gì? Làm thân nam tử sướng hơn, đỡ khổ hơn. Các vị cứ hỏi mấy cụ ông như này, nó thực sự có sướng hơn không? Nhiều cái sướng hơn mà. Tôi thấy tôi cũng sướng hơn. Thực tế là như vậy. Tất nhiên ở đây là nói về gì? Nói về cái khái quát thôi. Không có tôi mà nói sâu quá. Có cái Phật tử này đưa câu hỏi này nói là thầy lại trọng nam khinh nữ rồi. Nhưng thực tế không phải. Tôi trọng cả nam và cũng trọng cả nữ. Các vị cứ hỏi xem ở trong ngôi chùa này ai cũng bảo là tôi quý các Phật tử nữ hơn, các sư cô, sư bác ni hơn. Các sư ông thì chào thầy thì thầy chỉ gật đầu một cái. Và các sư ông, sư bác bên tăng sợ hết vía. Còn các sư cô, các sư bác bên ni thì thầy ân cần bảo ban tận tình hơn, gần gũi nhiều hơn. Chứ không phải là trọng nam khinh nữ, quay trọng tất cả. Có những người bảo rằng tại sao, có đệ tử của tôi, có bác ni bảo tại sao thầy không gần các bác tăng để bảo ban. Tôi bảo tăng, nam tử đại trượng phu vứt đâu cũng sống được. Ni các bác thì ẻo uột như là cái cây mới mọc, mới xuất ra, như cây mới mọc xa cha xa mẹ thì phải có gì
gần thầy, gần tổ, gần bạn bè, gần các sư huynh, các sư tỷ để bảo ban. Cho nên thầy cũng đối xử nó cũng gần gũi hơn. Cho nên ở đây, nếu Phật tử này có nghe thầy giảng cái đoạn này, cũng đừng có nói là thầy trọng nam khinh nữ, không có. Phật cũng không trọng nam khinh nữ đâu. Thì đây trong kinh Phật nói như vậy là để cho chúng ta gì ạ? Sách tiến cho chúng ta muốn xa lìa những cái cảnh khổ ở trần tục này, ở thế gian này, thì chúng ta cứ tự nhìn vào thôi. Nhìn vào cuộc sống này, chúng ta nếu thấy vui thì cứ ở lại, kiếp sau lại nguyện làm gì? Làm người mẫu, làm ca sĩ nổi tiếng, làm thân nữ nổi tiếng đi. Nhưng chúng ta biết làm thân nữ thì sẽ dễ bị đọa lạc nhiều hơn. Khi sinh con đẻ cái, chúng ta thì phải tạo rất nhiều những cái việc này, việc ác như trong kinh gì ngày trước tôi đọc tụng nhỉ? Kinh gì đọc tụng mà có nói rõ, hình như đấy là kinh Lương Hoàng Sám, đúng rồi, Lương Hoàng Sám. Lương Hoàng Sám. Kinh Lương Hoàng Sám có nói rõ về cái vấn đề người nữ sau khi sinh nhá, thì cái máu huyết của người mẹ ngày xưa sau khi sinh ra thì bây giờ thì nó khác, nhưng ngày xưa sinh ra thì cái tã cái lót máu huyết mà đồ bẩn thỉu đó, để sinh để ra bao nhiêu máu huyết, những cái đồ bẩn thỉu ô uế đó đem xuống gì, xuống sông để gì, để giặt, để rửa, khiến cho các long thần thổ địa, các vị thần linh gì không hoan hỉ, không hoan hỉ. Cho nên là chúng ta bị tổn gì ạ, tổn phước. Đấy là một cái nho nhỏ thôi, người nữ chúng ta gì cũng bị tổn. Còn nam giới thì sinh xong mà cái vợ sinh chẳng có khi có ông nó còn chả thèm nhìn nữa. Nó chả thèm nhìn thật. Nó nghe vợ kêu đau có khi nó bỏ ra hàng nhàng xóm nó uống nước chè. Nó nghe nó sốt cả ruột ra. Đó. Đời là nó thế. Cho nên thôi, Phật là người đã thấu được tận cùng nghiệp tính chúng sinh. Chúng ta nên tin lời Phật. Đừng có khởi tâm nghi ngờ làm gì nữa. Khuyên Phật tử này đừng khởi tâm nghi ngờ lời Phật nói làm gì nữa. Thế gian nói thì chúng ta có thể còn nghi ngờ, nhưng Phật nói, đó là Phật tử thì chúng ta đừng nên nghi ngờ thầy mình dạy. Đừng nghi ngờ một bậc đã hoàn toàn giải thoát giác ngộ, hết sạch mọi phiền não, thấu được tận cùng nghiệp tính, hành nghiệp của chúng sinh rồi, nói chúng ta đừng nghi ngờ. Nghi ngờ thì chỉ có trầm luân trong luân hồi sinh tử mãi mãi thôi.